Các bác thân mến, ngày hôm qua thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác những cặp loa BMB 2000C. Ở video clip này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu model nữa của thương hiệu BMB để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép, xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thể trực tiếp đến tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để lựa chọn mua sắm những thiết bị nghe nhạc hay những thiết bị hát karaoke mà mình yêu thích. Trước mắt màn hình các bác thấy được đây là 4 cặp loa BMB có mẫu model là 880C. Các bác đều đã biết đối với thương hiệu BMB là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản và hiện nay nhà máy của nó được đặt tại ở Trung Quốc. Và đối với những mẫu model của BMB thì nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau và có nhiều mức giá khác nhau từ vài triệu cho đến trên chục triệu thậm chí cao hơn rất là nhiều. Và đây là những cặp loa BMB 880C có mức giá rất là bình dân, dễ dàng để các bác có thể sở hữu cho mình những cặp loa hàng hiệu mà đem lại chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Sau đây thì em à sẽ tiến lại gần để cùng các bác quan sát cụ thể hơn về tình trạng của những cặp loa BMB 880C như thế này. Các bác đã xem được video clip của bên cửa hàng của chúng em ngày hôm qua trong việc tuyển chọn các sản phẩm những cặp loa BMB 2000C thì các bác đều đã biết các khâu tuyển chọn của bên cửa hàng của chúng em rất là kỹ. Tháo kiểm tra về nội thất, về loa bát rồi là loa chép loa chung rất là kỹ sau đó thì sẽ được dán tem đảm bảo chất lượng do bên cửa hàng của chúng em tuyển chọn sau đó thì các bác cứ yên tâm trong việc lựa chọn các sản phẩm do bên cửa hàng của chúng em cung cấp đối với dòng à, BMB 880C này thì các bác nhìn thấy nó thiết kế nà nà giống với những dòng à 850 này 1000 này 2000 này các bác nhìn thấy nó sử dụng 5 loa trên một thân thùng dòng này thì nó sử dụng một loa bát có đường kính là 25 cm nó sử dụng màng giấy và gân mút đặc trưng của những dòng BMB 5 đều sử dụng những cấu trúc màng giấy và gân mút. Dòng mẫu đen này thì nó sử dụng hai loa chung giấy và hai loa chép giấy được bố trí ở hai bên. Loa bát được bố trí nằm ở chính giữa và toàn bộ ở mặt trước của cấu trúc driver thì nó được bố trí bằng những cái tấm lưới e căng kim loại bảo vệ bên ngoài như thế này rất là chắc chắn và an toàn cho cấu trúc driver của loa. Ở phía dưới thì nó sử dụng hai cái lỗ thông hơi ở hai bên. Khi chúng ta mở bát hoạt động nó đánh thì cái hơi nó sẽ thoát ra ngoài theo hai lỗ thông hơi ở hai bên như thế này. Các bác nhìn thấy tem B và B được bố trí nằm ở chính giữa. Đây là mẫu loa nằm thì các bác có thể để nằm hoặc là các bác có thể để treo tường cũng được. Vì ở phía trên nóc thì các bác thấy nó được bố trí hai cái ốc vít hai bên. Nếu các bác treo tường thì chúng ta có thể bắn ốc vào tường, giá vào tường thì chúng ta có thể vít treo lên các bác có thể vít treo hoặc là các bác có thể à, thiết kế một cái giá đỡ ôm trọn loa cũng được tùy theo các bác có thể bổ trí trong không gian phòng trong gia đình của mình đối với những dòng bmp BMB 880C như thế này thì nó có trở kháng là 8 ôm và có công suất là 1000W trên một loa như vậy thì các bác thấy cái công suất của dòng 880C này rất là lớn. Đối với dòng BOB 1000 thì nó có công suất là 700W trên một loa thôi Còn đối với dòng này thì nó sẽ có công suất là 1000W trên một loa Được thiết kế rất là nhỏ gọn Các bác thấy đấy Nó chỉ nhỉnh hơn dòng à, to hơn một chút Đối với dòng BMB à, 850 thôi Đây là mẫu model có công suất rất là lớn Và chất lượng âm thanh thì đem đến rất là tuyệt vời Dòng này thì tiếng bát của nó đánh rất là sâu Tiếng bát của nó đánh rất là uy lực Nó có công suất lớn và nó sử dụng màng giấy gân mút thì các bác đều đã biết rồi Đối với những dòng loa BMB thì nó đem lại cái tiếng bass rất là ấn tượng vì nó là dòng loa nam và hơn nữa thì nó sử dụng màng giấy gân mút tiếng bass xuống rất là sâu quánh nghe rất là đạ ta và bên cạnh đó thì nó sử dụng hai loa chung giấy và hai loa chấp giấy các bác nghe thấy về phần chung chép thì rất là tuyệt vời giúp chúng ta có thể ca hát trong gia đình tiếng rất là ấm các bác nhìn thấy những cái vết như thế này này thì nó còn nguyên cả những cái ni lông này, bằng dính dán bên ngoài ở phần tem của BMB anh em bên cửa hàng của chúng em vừa bóc ra để em quay để các bác thấy được rõ hơn đây các bác thấy những cái vết này này vết này là những cái túi ni lông của nó được dán ở trước cái tem bmb này này như vậy thì các bác thấy được những sản phẩm như thế này rất là tuyệt vời rồi còn nguyên cả giấy dán ở trước mặt những cái tem bmb như thế này các bác thấy thì những sản phẩm được bên cửa hàng của chúng em tuyển thì chiếc nào nó cũng như chiếc nào xem về nội thất đẹp về hình thức. Tất cả những sản phẩm này các bác yên tâm rồi thì đều được bên cửa hàng của chúng em thực hiện chính sách bảo zin và bảo hành cho các bác đầy đủ, do đó thì các bác cứ yên tâm. Đây là ở phía bên sườn loa. Sau đây thì em vòng ra phía sau để cùng các bác quan sát được cụ thể hơn. Đây là tổng quan ở phía sau của những cặp loa BMB 880C. Các bác lưu ý dòng này thì nó sử dụng dòng tem xanh. L này, R này, L này. Các bác nhìn thấy về phải và về trái này. Đây là ở phía sau của nó. BMB 880C. Có trở kháng là 8 ohm và có công suất là 1000W trên một loa. Made in China. Các bác đều đã biết rồi. À, hiện nay nhà máy của nó đặt tại Trung Quốc thì phải là made in China những dòng như này thì nó sẽ không có là made in Japan đâu. Nhưng ngày hôm qua thì em cũng nói ấy, một câu chuyện có một bác khách tới tại cửa hàng của chúng em, ấy, thì các bác cứ bảo là bác mua một cặp loa BMB 2000 đấy là sản xuất tại Nhật Bản made in Japan. Đấy. ở ngoài nó cũng để Japan, ở trong nó cũng để Japan. bác cho là đây là cặp loa hàng xịn của bác. Đấy. đối với những dòng BMB 2000 hay những dòng 1000, nhiều mẫu model khác thì các bác đều đã biết rồi nó đặt nhà máy tại trung quốc thì nó chỉ có made in china thôi nó mới là hàng xị còn là không có made in japan đâu made in japan thì chỉ có một số mẫu modern trước đây thôi thì nó sẽ có là made in japan lúc đó thì nó chưa chuyển nhà máy đặt tại trung quốc thì mới có là made in japan còn từ những năm 96 thì nhà máy bmb chuyển sang trung quốc thì đều được made in china hết rồi và các bác lưu ý đây là hàng xị của Nhật đặt nhà máy tại Trung Quốc chứ không phải là hàng nhái, hàng fake. Đấy, các bác lưu ý một điều là như vậy. Và những cặp loa BMB 880C như thế này có mức giá là 8 triệu 500 000 đồng trên một cặp. Hiện nay những dòng BMB thì bên cửa hàng của chúng em còn rất nhiều. Những dòng BMB 455 này có mức giá 4 triệu 2. Rồi là những dòng BMB 450, 850. Rồi là 880C, 1000, nghìn, 2000, nghìn, 900C, vân vân rất là nhiều. Các bác yêu mến những mẫu model nào của BMB thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây. Và hiện nay thì bên cửa hàng của chúng em sẽ có hai kênh, kênh thứ nhất có tên là kênh Cương Audio, kênh thứ hai có tên là Âm thanh vàng. Sau đó thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc bằng việc ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Ngoài những mẫu loa nằm của BMB thì các bác thấy bên cửa hàng của chúng em còn rất nhiều những dòng loa full của JBL này, Kenludi này, rồi là ETC này, và hay những mẫu của CAVS vân vân. Các bác yêu mến những dòng loa full nào thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Và những cặp loa BMB 880C như thế này thì các bác có thể sử dụng những con đẩy công suất nó vừa tầm. Đánh rất là tuyệt vời. Các bác có thể lấy những con đẩy CA20, đây là con đẩy hàng bãi có mức giá là 8 triệu đồng. Rồi là những con đẩy của thương hiệu CAVS, nhưng các bác có thể sử dụng những con đẩy như này. M 2600 này. Đây là con đẩy phiên bản đời cao của thương hiệu CAVS. Ở đằng trước thì nó sử dụng một cái màn hình vi tính nhỏ giúp chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng, nó hiển thị trên màn hình cũng như là nhiệt độ mà nơi chúng ta đang sinh sống. Hay những chiếc đẩy dòng CAVS Z800 này, cũng có mức giá 6 triệu rồi là 8 triệu này, rồi là CAVS 2700 Gold đấy. Còn nếu như bác nào thích của dòng DB thì có rất nhiều dòng đài 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh của thương hiệu DBA Acoustic giá cũng từ 7 triệu đến uh, trên chục triệu tùy theo mẫu. Ngoài ra thì các bác nhìn thấy đây là những cái con đài rất là gấu của dòng TD. Các bác nhìn thấy nó bụi bẩn thôi nhắc không phải là chảy xước đâu, vì những con đài như này đây là hàng còn nguyên hộp. Đấy, do đó thì các bác cứ yên tâm. Đó là dòng TD 1400 V kép. Chiếc đài này có công suất là 1850 W trên một kênh. Như vậy thì các bác nhân với bốn thì số lượng của nó công suất rất là lớn giúp chúng ta có thể đánh bất cứ dòng loa nào trên thị trường hiện nay và các bác có thể thêm một chiếc vang nick rồi là những mẫu vang số của dòng DB kết hợp thì rất là tuyệt vời như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác 4 cặp loa BMB 880C rồi và em cũng đã báo giá và quay chi tiết cụ thể về tình trạng của những dòng đen này rồi và nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tờ biển xanh đây. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.